Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video của Các Tiên Thử Thách. Và trước khi video thì xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe và may mắn bình an. Ngày hôm nay là ngày mới mọi người, ngày cuối tuần, ngày chủ nhật. Đó, cuộc trưa rồi chứ không phải mới mọi người ơi. Sáng giờ ngủ tới giờ mới dậy. Thì ngày hôm nay thì em cập nhật cho mọi người một video. Mà video này thì không có liên quan tới đám tang, cũng như là không liên quan tới mồ mả, cũng như là không liên quan tới khám phá tâm linh. Mà video này em sẽ đi gặp một người bạn cũng rất là lâu rồi, nói chung ra cũng rất là tri kỷ. Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm về trước mọi người. 2 năm về trước là đi đâu cũng được, và ở chỗ cũng xong, thậm chí không có ăn luôn. Hả? Đó, hôm nay là một ngày mà đám dỗ của mẹ bạn ấy cũng như là má nuôi của mình. Thì bây giờ thì ở đâu thì xin mời mọi người theo chân em đi đến nơi đó nha. Và bây giờ thì xin mời mọi người theo chân em lên xe. Let's go. Hello mọi người, thì nãy giờ em cũng muốn quay video tại vì nãy giờ có nhạc á, với lại anh em cũng lâu lâu gặp lại cũng đang nói chuyện, xin không quay video để đặng mọi người. Thì ở đây là bạn của em áo đen á, Mạnh Nghĩ. Còn đây là đám giỗ của mẹ. Đây. Hôm nay thì 3 năm rồi mới gặp lại. 3 năm. Ba năm rồi mới gặp lại mà 4 năm nữa em chưa được bài hát. 3 năm nữa gặp lại á. Hiện tại thì vào trong bàn tiệc á thì mọi người cũng đã dê bớt rồi. Nói chung ra thì mời 10 giờ mà 2 giờ chiều mới xuống, đợi tới giờ luôn, mọi người thấy không? Công nhận bạn cái tủ lượng bạn nó nhậu dữ thiệt chứ. Đó, hiện tại thì còn có một bàn đợi em xuống luôn. Đồ ăn rất là ngon nha mọi người. Hiện tại thì đang có nhạc. Đây là bạn em nè. Ở phía trong kia sau lưng cái lo là bàn thờ của mẹ. Đây là ông anh của bạn em. Trước đằng kia bàn thờ của mẹ đó mọi người thấy không? Đang bạn em tới nói giờ nó hát nè. Giờ nó hát xong rồi tới em hát. Hiện tại thì cũng 6 giờ mấy rồi mọi người, 6 giờ mấy rồi. Quá dữ luôn. Giờ tới khúc em hát nè. Đó. Tặng bài này xong rồi đi về luôn nè mọi người. Quá phê luôn. Dữ dằn chưa? É rồi. Nói chung ra làm gì làm cũng phải chưa đường về mọi người ha. Tiệc nào không tan, cho nên mình còn công việc nữa. Mà sau bài này nữa là em di chuyển về mọi người. Rồi. Quá hay luôn. Nói chung ra cái gì cũng có cái khúc vui mọi người. Khúc vui, khúc sung mới hát như vậy được. Còn mà vô mà không ai biết ai, ngại ngại ngùng ngùng thì không có hát được đâu. Đây là mấy anh em à.
Đây là ông anh. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký ha. Kế bên là bạn em đó mọi người. Đó. Thằng sâu á. Thôi, cũng xong rồi. Giờ thì cũng sắp hết bài rồi. Nên là mọi người cho em xin một cái đăng ký ha. Và em đi về thôi. Thấy trời gầm gầm biết có mưa hay không nữa. Hello mọi người nha. Thì nói chung ra là từ chiều em đang có mặt tại nhà của bạn của em, nói chung là chú Cát Tiên mọi người. Tại vì mọi người nói chung là mọi người mến quá, không có cầm điện thoại được luôn á, không có thời gian luôn, cho nên quay được vài đoạn mà bây giờ mới đi về nè mọi người, mới quay cho mọi người xem. Thì mấy năm rồi mới gặp lại, biết sao mà tình cảm mà dạt dào với bạn mình như vậy. Nhưng mà đó cũng là một cái chuyện kỹ á mọi người. Nên là bây giờ chắc thôi em đi về mọi người ơi. Đó. Tối rồi. Đoạn đường đang đi về nè. Nãy rồi đưa em về nữa mà em nói thôi được rồi. Cũng gần gần đây cũng có 10 cây với nhiêu. Nhưng mà phải về mọi người ơi, còn công việc nhiều quá. Để làm video gửi đến mọi người nữa chứ. Rồi vậy thôi mọi người ha. Cảm thấy sát bên nhà mà sao thấy xa quá mọi người. Bây giờ thì sắp tới Bùi Duyên rồi mọi người. Hướng mà chỗ nhà của chú Cát Tiên đổ dài về Bùi Duyên á. Ngày chừng mấy cây nữa, 19-20 cây nữa. Bây giờ tới đây cũng rồi. Sự mà nói thì hôm nay cũng rất vui. Nhưng mà cái công việc á thì phải về. Nhất là làm video gửi đến mọi người. Thứ hai nữa là cái công việc. Đó. Bây giờ thì em di chuyển về mọi người ơi. Cái khúc này thì em quay cũng gần tới nhà, khoảng chừng 8 cây nữa tới nhà. Khi nào đến nhà sẽ cập nhật cho mọi người xem ha. Nói chung là buổi chiều hôm nay thì hát nhạc ồn quá, thứ hai nữa cũng là em tới cũng trễ mọi người, 3 giờ mới có mặt ở đây. Vậy cho nên là có nhiều cái nó không được giống như mình ý muốn mọi người ha. Rồi bây giờ thì hẹn gặp lại 16 nha, sau khi tới nhà sẽ cập nhật cho mọi người xem. Hello mọi người. Bây giờ thì trời đang mưa mọi người ơi. Trời mưa nãy giờ luôn á, em cố gắng em chạy về để làm video cho mọi người mà làm không có kịp. Bây giờ tới nhà mọi người. Thì hôm nay gặp lại chị Kỷ cũng như là bạn, người bạn rất là thân. Cũng như gặp lại ba nuôi nhưng mà không có mẹ mọi người, thì mẹ mất rồi. Thì hôm nay cũng là bữa cơm của mẹ. Cho nên đây cũng là thật sự mà nói thì cũng muốn quay video lắm. Mà càng nói chuyện về vấn đề mà mẹ thì anh em lại có nhiều cái xúc động. Thì những cái lúc xúc động mà em không có ghi hình được mọi người. Đó, bây giờ thì mẹ cũng an nghỉ cũng 2 năm rồi. Đó, như vậy nói chung là cũng nhiều cái kỷ niệm của em với bạn em lắm. Rồi, chắc có lẽ thì bữa nào đi thì em sẽ làm một cái video để hai anh em có thể là trò chuyện với mọi người. Tại vì hôm nay là em xuống trễ mọi người. Cái lý do là người ta mời đám là 10 giờ tới 9 giờ tới 11 giờ. Còn em tới 3 giờ chiều mới xuống. Tại có công việc nhà mọi người. Cho nên là không có mà xuống để mà nghe cái đồ vậy. Còn mình xuống rồi là người ta đã nó ngay ngay rồi sao á. Cho nên là không có tự nhiên với lại mình cũng không có lẽ làm phim được. Nên là hẹn mọi người á là trong những ngày gần nhất thì chắc chắn là như vậy rồi. Thì nãy cũng ba cũng nói là khi nào mà có công việc á đi ngang thì ghé để mà chia sẻ. Thì hẹn gặp lại mọi người vào video gần nhất của em cũng như là bạn của em và gia đình của bạn của em. Thì 2 năm trước mọi người biết là đi đứng không được, ăn không ngon ngủ không yên.
mọi người hiểu là cái đó là gì đúng không? Thì đó như vậy thôi. Rồi thì chắc là video của em cũng xin kết thúc nha mọi người. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký. Hiện tại bây giờ em đang về nhà mọi người. Về nhà rồi, tới nhà rồi. Trời thì giờ đang mưa rất là lớn luôn. Mọi người xem cho xin like đăng ký nha. Bây giờ thì bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon.